Never, come on. Number time, oh my team. Ôi, bình lại rồi. Dừng lại anh bốn ơi, bình tĩnh. Nó làm gì đây? Cái gì? Anh bốn pha ghe hả? Anh bốn. Không, anh bốn đấy, anh bốn nhân bản phải không anh? Anh bốn lỗ. Anh bốn lỗ ạ. Ra ngoài ngay. Hàng lỗi, hàng này là hàng pha ghe. Anh em đừng chạy. Xem gì? Ngươi là ai? Này. Cái gì? Ngươi là ai? Ngươi ai? Này, ngươi này. Các ngươi dừng lại. Này, tại sao hôm nay các ngươi lại còn đeo mặt nạ của San à? Còn thằng nào đằng sau kia nữa? Thằng nào đằng sau cầm đuốc hôm nay trông kinh dị đấy. Tổ chức của chúng ta đã thu phục Demigod chỉ được có 1% thôi, chưa bao giờ đủ đâu, còn rất nhiều. Mà này là tàn những hạng gọi là tầm thường đấy, chưa phải là mạnh nhất đâu. Thằng chú là tổ chức của bọn ta nuôi giống nó từ nhỏ. Các người định dụ dỗ nó về bên đấy sao? Thằng chú là có chuyện các người dụ dỗ được nó đâu. Thằng kia, mày đắm đeo mặt nạ San à? Thằng chú là láo gì đó, dám giả mạo tao à? Chúng ta đâu có nuốt này. Mấy thằng tao lỏ kia. Tôi cái ma gì rồi? Chú hôm nay phải ra tay ta. Thả chú ra. Thả chú ra không? Các người biết đây là gì không? Chú ra không? Các người, tốt nhất các người hãy đi về đi. Ta tự xử lý là chú. Này, chú bây giờ nó đã bảo nó không đi theo các ngươi nữa rồi. Không đi không đâu. Đấy là câu nói đùa thôi. Này, nó đang lừa các người đó. Thằng chú ra. Thằng chú ra bao? Này, thằng kia thằng nào? Thằng kia lạ thế. Bỏ chú ra mau không? Thằng San này, mày là San nào? Ui, thằng San lỏ đấy. Sao San trắng à? Sao sáng tinh như này? Hả? Cái gì? Cái gì mày nói lại em? Mày nói lại tao nghe xem. Ta là 404 đẹp. Ui, nó bảo là 404. À, 404 bây giờ phải bị lão rồi. Mày dám giả mạo tao, mày dám nhận mày là 404 à? Này, thằng này có phải là thằng mà hôm trước mà dám thách thức bọn tao không? Mày có phải mày cái thằng mà dám thách thức, mày dám lấy avatar bọn tao đúng không? Tao! Mày này! Này! Tao! Anh muốn bộ phạch! Không đánh thằng nào! Chính mày! Mẹ ơi! Này! Chính ngươi là cái thằng hôm trước
làm lấy avatar bọn tao đúng không? Làm cấp bọn tao à? Làm đội chưa à? Làm đội nhái à? Người sẽ phải làm cho hết chứ không phải là avatar đâu. Kia mới là 404 nè. Bỏ nước xuống với nhau ra đi. 404 fake mà thôi. Bỏ cái đuốc ấy xuống. Không chơi lửa. Tao đã bảo không, tao bảo không chơi lửa mà. Chột cô lê. Bỏ cái lửa xuống. Bỏ xuống đi nhau ra đi. Thằng thằng chú ra. Bản lĩnh bỏ đuốc xuống nhau đi. Mày thả chú ra không? Cái thằng thằng hacker lỏ kia. Hacker lỏ mày có chú thả chú. Thả chú ra. Bỏ đuốc xuống với nhau đi. Tóm đi chứ không cho đi với tóc đi nữa. Chú nó đang xuất đi. Bỏ cái lửa xuống. Hey bro. Ăn sao chạy lên kia cứu. Đi ra mừng mừng mừng. Hey bro, một chi chi người đó, chi người sang sang bên kia. Mấy con lợn này. Ai? Chúng mày thích chơi biển không? Ai thả chú ra? Ai? Thả chú ra. Hey, vào đây. Con lợn này. Ôi! Này, thằng San giả mạo này. Nhìn đây này. Tokyo. Này, ta nói cho mày biết này. Tao, anh muốn vô rồi. Mày đi ra nào. Mày chỉ là thằng bốn lửa thôi. Cho thằng Chu một bài học đi, vì nó bảo phản bội tổ chức. Cho nó đi. Cho nó biết thế nào là phản bội tổ chức. Thả Chu ra, Tokyo. Mày nãy thôi. Mày bỏ cái cây sắt lên xuống không? Bỏ cây sắt lên xuống, bỏ lửa xuống, không ai chơi vậy. Bỏ xuống các ngươi định xông vào đây à? Các người bỏ xuống các ngươi định xông vào đây à? Anh nhau, dẹp đi, dẹp chúng ta lên, dẹp các ngươi luôn. Anh nhau lên, anh nhau. Thả chú ra. Thả chú ra. Chưa? Đó là hậu quả của việc phản bội tổ chức đây. Xử luôn đi anh bốn ơi, xử luôn thằng fake đi. Dám giả mạo anh bốn à? Thằng này thằng bốn giả mạo anh hôm trước lấy avatar bọn tao đây đúng không? Ăn vào hỗ trợ anh kìa. Chơi đi anh em ơi, chơi đi, xử lý nó đi. Cứ tạo nhanh em nhá. Cẩn thận bé, cẩn thận chạy nha.
Cẩn thận nó cầm đuốc kìa. Bỏ cái cây xuống. Tokyo, Momachi, mắm tôm. Sô cô lê. Hey, what's up, bro? Buku. Ăn ba xử nó đi. Thả chú ra. Thả chú ra. Thả chú ra. Anh em hỗ trợ. Anh em hỗ trợ. Chúng ta chú đi. Cho nó xuống được. Dẫn lấy cái búa đó.
Thằng này lắm mất tao à. Thằng này không? Chọn mày xuống ruộng luôn. Hey man, being great man. Hey you. Hey you. Hey man. Hey man. Dám đeo mặt nạ gian à? Dám đeo mặt nạ đây còn nhận là anh bốn à? Đây còn nhận là anh bốn à? Trời đất ơi, tôi có chi? Come on, hey, Joy. Thả chú ra. Thả chú ra, bảo lên. Thả chú ra. Thả chú ra đây. Mạnh mẽ lên. Tokyo. Amazio. Ronaldo. Cướp một kiểu. Vâng, em vào về. Lionel Messi. Messi. Dạ. Vẫn là Messi. Bọn mày đừng có cậy lửa nhá. Thả cái lửa xuống. Nghe tao. Cầm lên tiệm ném nó đi. Ném nó anh em. Ném nó anh em, ném đi. Tokyo. I love you. Ủa chết rồi. Ăn vào ơi. Xin ba liệu anh em. Xử lý nó ạ. Cố lên gì vào. Ăn vào sàn. Dập lửa đi, em ăn nước dập lửa đi. Mọi người hất nước dập lửa đi. Hất nước dập lửa đi. Hất nước dập lửa mọi người ơi, come on. Tokyo. Ronaldo. Messi. Lisa. Dập lửa đi, dập lửa đi. Dập cho tắt cái lửa đi. Dập cho tắt cái lửa đi. Omachi, Lionel Messi, Oga. Nước ngọt. Nước mát. Xử lý đi anh bốn ơi. Nắm tay. What the fuck? Yeah. Hey, my God. Yeah. Hey. Binh chi linh, hảo trang hảo chung của mình. Bộ trưởng hảo binh chi linh, vô tổng quyết chi linh.
áo xanh. Áo xanh. Cô lợn bắt về. Em ơi, giết cô. Hán vào ra, thả chú ra. Dập cái lửa đi. Dập lửa ra đi. Dập lửa ra đi, dập lửa đi. Mày thả hán vào ra không? Thả hán vào ra, chị bay. Thả chú ra, thả hán vào ra. Dập lửa đi. Dập hết ngọn lửa đi anh ơi, dập hết ngọn lửa đi. Bắn mạnh vào, bắn mạnh vào. Bắn mạnh vào anh em ơi. Dập lửa đi, khống chế được cái ngọn lửa vừa đó. Khống chế nó chua, cố gắng lên nhá. Cẩn thận nào, cẩn thận lên. Tắt rồi. Thả chú ra vào lên. Thả chú ra vào. Thả chú ra. Mày có thả chú ra không? Đây là hậu quả của phản bội tổ chức. Này, các ngươi này, tao bảo cho bọn mày biết này. Thằng Chu, nó không phải là người xấu, nhưng mà các ngươi cứ bắt ép nó phải trở thành người xấu thôi. Nó nuôi ta, chúng ta nuôi nấng nó từ nhỏ, chúng nó phải phục tùng bọn ta. Này, ngày hôm nay đấy, các ngươi còn mang cả thằng San Fake đến đây, cả thằng yêu quái gì cho đến đây. Không phục tùng cho đang chết hết. Này, tổ chức chứ không thằng áo đỏ. Đây là cầm đầu tổ chức của bên Marco. Còn San kia là tổ chức của toàn thế giới. Này, ta bảo cho ngươi biết này, ngày hôm nay các ngươi sợ thế không mang con đi nữa thì hôm trước em mang hai đứa con đi. Dạ, hai đứa con của ta phải để cho nó tập gym, nó khỏe như con alpha bên nhà mình, nó mới chất. Hai đứa con của ta đi học thêm rồi, nó phải đi học thêm bố thằng. Alpha này. Xử lý vào nó đi, xử lý vào nó đi. Come on, David Cole, thì con Namasiel, Thomas Messi, Ronaldo mì tôm sống, ok. Chưa đây, luận thôi. Chưa đây mọi người. Thả chú ra. Các người thấy không lực sợ chưa? Anh bố ơi, nhanh anh cứu mọi người như này này. Mày đã bắt tao à? Ai ok? Mày đi bắt tao không? Mày bắt tao là có được ổn không? À, con lợn này. Mày dám chết ám tao thì cho tao đỡ làm bố nó bố rồi hả? Mày sai lầm rồi. Xử lý đằng San đi. Anh bố ơi, sáng cái thằng San nào ấy? Nó dám giả mạo anh kìa. Tokyo Moshigoro Myanmar Chopokyo Bên chế lệnh của xung hảo vũ trúng vi chính sinh vi chính linh của ma vi chính linh. Chú anh bố đi bấy ơi. Ôi chị ơi ta đi ơi, thả anh ta xuống rồi.
Chưa đi, cố lên. Bởi ơi, chưa đi. Anh em ơi, cố lên. Hai sao đang đấu nhau. Anh bố đây cẩn thận nhá. Mày chạy đâu? Xử lý đi. Có dám gì à? Dám đeo mặt nạ than à? Lại còn nhận là 44 à? Anh hỏi nó em tại sao dám nhận là 44? Tại sao? Lý do gì mày dám giả mạo tao? Đó là 44. Nghĩa là học thích. Mày lý do gì mày bố tao fake? Là rất chết người.
À đồ, quên ra đấy à. Năm xưa mai kia thua là mà chỉ waiting for you, yeah. Lớp xin là một kia TV. Đến nó ba đến số ra anh nhìn, tâm vật được rồi. Xách nó lên. Vâng, Lionel Messi. Yeah. Ronaldo, Ronaldo. Yeah. Yeah. Gần đây. Mày ơi, tao ơi. Nhanh kinh bốn cháu ơi. Anh bốn ở đây, anh bốn ơi. Xử lý đi anh bốn ơi. Nó bắt tao à. Nó bắt tao. Con lợn này mày thích bắt tao. À. Mày bắt tao à. Thằng này thằng nào không biết anh em ạ. Này nó đeo mặc cái mặt nạ san này. Không biết là san này san gì. Nhưng mà nó đi theo bọn đó là phách cơ kia. Bọn tổ chức cũ của Loạn Thị Chu. Con lợn này. Mà nó đến nó bảo là 4-4 cơ anh em ạ. Nó bảo là 4-4. Oh!
Thằng xì bay đâu trong tổ chức của mày biết chưa? Thả xì bay ra. Mày thả xì bay ra không? À, thả xì bay ra. Ta rất đồng mày ở với tổ chức này luôn, thượng người trên này đang xuất phát luôn. Mày nói ít thôi. Này, tao quần tao không động với mày đấy, đúng đừng động với tao. Khôn hồn, biến được cái khu vực này đi. Thả ăn, xì bát à. Sẽ tiếp tục như thế này. Không thể tha được. Không tha thằng nhện đấy được. Không thể tha được, bắt luôn mà cho đâm sốt hết khỏi hành tinh này luôn. Mày làm sao? Tao muốn gì giờ? Trương Thị thằng chú này. Tại sao? Thái cơ. Có phản bộ tổ chức. Nó phải chịu hình phạt. Ai xin ông coi, xe rồi mọi. Ôi thằng bốn lỗ này.
Xử lý thằng bốn lỏ đi. Ăn pha ơi. Ăn pha. Ăn pha. Ăn pha. Xử lý anh kia. Xử lý anh kia này. Oh, my God.
Tha thứ ra. Chô cô lê. Anh ổ bỏ bay luôn. Con chim non trên cành cây không nhận nó à. Ta chú ra đi. Cái đồ giả mạo. Đồ giả mạo anh Bốn. Ngươi thì làm sao? Tại sao ngươi lại giả mạo anh Bốn? Lò Thị Chu á? Chính ngươi đã hại Lò Thị Chu. Bây giờ nó muốn cải tà quy chính. Các ngươi còn muốn làm sao? Hả? Ai sư cung mai đi tô mà thì quả bắt thở vũ tủng bình chế linh quả trở mi bình chế linh. Xin bay men, xin đâu đây? Hey, tài phế kia. Người anh em à, các ngươi chắc là thấy bọn ta đeo mặt nạ san đấy, về bắt trước là lên shop đi mua một cái mặt nạ san đấy chứ gì? Đúng không? Hàng này hàng đều. Cái mặt này là đều thôi. Lỏ à, cái đồ lỏ à. Dạ bác trước tao à, mấy con lỏ này. Khoan, em bảo. Thằng cách với mặt áo rách kia thôi. Thôi, đây là một đồ trang mới của tao, biết không? Chỉ có tao mới có cái trang mới của mày dữ. Mày còn tao không à? Mày đau lắm phải không? Ai? Mày cần đau nữa không? Ra đây!
4 view là nó phải như thế này, mày hiểu không? 4 view. Bốn cái bốn view. Này các người này, này các người mãi mãi chỉ là vậy thôi, không bao giờ thay thế anh bốn đâu. View mà đám cầm gậy để đánh nhau à? Tôi nghĩ là người này. Nếu mà bản lĩnh ấy vứt gậy sang một bên đánh tay bo à? Bản lĩnh ấy. Làm sao tao phải đánh tay bo? Hai, không phải là mày thấy tao mạnh quá nên mày bắt chiếc về mua cái mặt nạ cho Zuppi không? Mấy thằng con lợn này. Mày cứ đuổi ông nặng thịt đuổi ra đuổi. Đương nhiên tao mà solo. Hai thằng bốn này, anh nhầm, một bốn giả. Thằng kia mất cả thằng kia. Không chơi bớn. Good. Được rồi. Anh bốn mạnh lên. Mày ra chưa bớt à? Mày đánh lén à? Mày đánh lén à? Đánh lén rồi của ta rồi. Nhẹ này. Ta chú nó chạy được rồi kìa. Đồng bọn người ta bắt được chú rồi. Đâu nó mới bắt được. Chúng mày tôi gì? Mới nào thích chúng mày ấy. Tao cần hết. Cần luôn, cho nên cần luôn. Thằng hiểu bao nhiêu con nào? Mình tao cần hết. Cái thằng hắn cái lỗ mày làm gì được? Mày ngon thì bắt cây xuống. Ê! Thách ghê lỏ sao? Này, mày cứ 5 lần 7 lượt mày muốn hãm hại bọn tao. Mày thích làm phiền bọn tao không? À giờ chỉ muốn bắt thằng Chu về. Mày ngon thằng Chu về bắt tao. Thằng Chu nhá, bây giờ đi theo bọn ta rồi. Bố cái thằng lỏ này nào gây mối thù với ta rồi. Con cờ hố lỏ này. Này còn có cả 4 fake nữa. Ăn pha cẩn thận. Hai. Thử vai à. Hai. Mày ngon thì vứt cái xuống. Tao mày solo. Mày có xuống không? Cuối gì? Ngon không? Mày không đủ tuổi để solo với tao. Còn thích ngon không? Mày nữa cái thằng không đủ tuổi để solo với tao. Tao không nói nhiều lắm. Mấy con này. Nhìn cái điều nhảy lên biết là nổ không? Ôi, chạy đi em, chạy. Ai, tao nói với mày á. Cái ngon thì vứt cây xuống. Còn lâu tao vứt. Vứt cây xuống đây làm lỏ kia. Ai? Nó qua nữa. Đúng rồi đấy. Tổ quá, bỏ cây đi xuống đi. Lỏ mày đừng để tao nóng. Anh em, cứu ta. Cứu chị bay đã.
thả gì bay ra. Ô mày thả gì bay ra chưa? Thả gì bay ra. Thả gì bay ra. Thả gì bay ra. Thả gì bay ra. Mấy con lại thả gì bay ra. Ai thật gì bay được mẹ nào? Gì bay? Bình lại đây. Mấy con lợn đất này. Thả gì bay ra? Chúng mày ngoan thôi, bỏ vũ khí xuống. Con đứng nó ngỏ thôi. Gì bay được mẹ bị đánh ngất rồi sao ấy? Bỏ vũ khí xuống chưa? Bỏ vũ khí xuống. Thả gì bay ra? Thả gì bay được mẹ nào mày? Mấy con lợn đây thả chị bay ra. Thằng phách kia. Cho người đang chất nhờn với tao à, thằng phách. Mày có thả chị bay được mẹ nào không? Chúng mày ngoan, chúng mày có thả chị bay không? Thả chị bay ra. Thả chị bay ra. Thả chị bay ra. Bài này chết cho đàn xuất. Ai? Thằng bốn phách này. Thả chị bay được mẹ nào? Chị bay ra. Chị bay. Chị bay. Chị bay. Dậy đi. Mấy cậu ở đây. Tí nữa chết tiêu các người đây. Phách gì à? Thằng lo thích chú này. Lo thích chú. Thả gì bà ra. Thả gì bà ra. Mấy cậu này đi đâu kìa. Bỏ gãy ra chưa? Không thể bỏ được. Bỏ gì bà ra. Các người đang quăng. Mấy cậu này. Mấy cậu này. Đưa nó chỉ bay đi mẹ mất rồi. Bỏ gậy sắt xuống. Mày bỏ gậy sắt xuống chưa? Bỏ vũ khí xuống nhai. Nó đi hai lối làm sao bây giờ? Một thằng đi lối này thôi. Đuổi đi, chết rồi bên sau làm sao? Chú đi đuổi đi. Đuổi lối xem nào, bắt thằng đấy. Xin anh Hùng bị bắt rồi. Em đi, em đi lấy nhá. Chết giờ rồi. Thấy không? Hả? Nó chạy mất rồi. Nó chạy rồi á? Ui, anh ơi, nó có bắt được không? Đây là đất nhà nó ấy. Tôi chạy mất tích rồi. Ây, làm sao bây giờ? Siêu anh Hùng. Chị bay bị bắt rồi, làm sao bây giờ? Chị bay rồi, men siêu anh Hùng mà lại bị bắt á. Phải biết là giúp siêu anh Hùng rồi. Chị bay nó lỗi. Trời ơi, thằng kia như kiểu nó có siêu năng lực kia, nó đang chạy cái nó vụt phát. Mất tích luôn. Nhưng mà tại sao hôm nay lại xuất hiện cái thằng San đấy? Vậy mới lạ chứ. Mà hôm nay thêm nhân vật nhá. Hôm nay thêm cả cái thằng mà đội cái mặt quỷ nó kinh kinh. Ừ, thằng màu xanh ấy. Hình như bây giờ nó tối con thằng bốn là phát em của nó đấy. Là thằng đấy chuyên gọi là bị điều đi gọi là mấy cái kiểu gọi là đi lừa con gái nhà người ta ấy. Ừ, chắc vậy rồi. Đấy. Giống kiểu này này. Mày biết đấy. Ừ. Trước tao ở trong đấy tao trời biết ơi. Mà. Nó đìm mất hết rồi. Bây giờ sao? Có thể phải giải cứu siêu anh Hùng à. Trời ơi, từ từ lạ. Phải giải cứu siêu anh Hùng rồi. Từ từ lạ, siêu anh Hùng đi giải cứu người ta mà. Rồi, bọn tôi ơi. Bây giờ khéo khéo vào nó làm thịt thì sao? Làm thịt làm sao siêu anh Hùng? Nhưng mà thịt gì bay thối lắm, nó không ăn được đâu. Mà thằng gì bay có cái gì đâu mà làm thịt anh? Về nhà xem thế nào? Về nhà gọi điện lên tổng chỉ huy xem thế nào? Điều xem anh có về nhà xem điều xem mà sao nó đến cứu bọn mình không? Chết dở rồi. Chết dở nhỉ? Chịu ấy. Cứu đồng chu lại mất gì bay vậy thì?